Là một trong những công trình thực hiện thí điểm chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, tuyến đường này đã được hoàn thành mở rộng gấp đôi so với trước. Trong đó, người dân tự nguyện hiến đất, dịch tường rào và đóng góp phần lớn nguồn lực để triển khai xây dựng. Các công trình này thì nhân dân là nhận thức là đều được thụ hưởng. Thế cho nên là về phía gia đình thì chúng tôi cũng đã bàn bạc với gia đình thì cũng là vận động trong gia đình là hiến đất để cho tập thể làm đường. Thì cụ thể chúng tôi đã hiến đất được 180 m². Thế còn thì cái đóng góp thì xây dựng chúng tôi cũng đã đóng góp trên 1 triệu đồng. Từ khi thực hiện thí điểm tại một số công trình, sau một năm triển khai chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, kết thúc năm 2023 đã có 26 công trình hạ tầng về đường giao thông, chỉnh trang vỉa hè, cứng hóa kênh mương, được nhân dân các phường, xã đề xuất, được thị xã hỗ trợ đầu tư, nhân dân hiến đất và huy động nguồn lực thực hiện. Rất đồng lòng là hiến đất. Hiến đất thì là tương lai ngay chúng tôi có những cái vỉa hè để cho con em, rồi là đơn giản nhất là những cái vỉa hè, rồi là cây xanh bóng mát để cho là đi tập thể dục, diện mạo đô thị, rồi là về cái tinh thần của mọi người trong thôn trong làng đấy, những cái đã là những cái là phát triển lên rất nhiều. Ở đây là cái tuyến đường chính thì nhà nước làm và hỗ trợ nguyên vật liệu để cho nhân dân xây dựng lại tường rào cổng ngõ. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã hoàn thành trên 70% là số hộ dân đã đồng thuận để nhận vật tư triển khai thực hiện. Còn hộ dân mà đã xây dựng được là được 50%. Phong trào hiến đất, dịch tường rào và huy động nguồn lực để làm đường, vỉa hè và các công trình hạ tầng khác hiện đã được lan tỏa một cách mạnh mẽ. Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đã có hàng nghìn mét vuông đất đã được nhân dân tự nguyện bàn giao phục vụ cộng đồng. Trước đây là gì? Cũng có thể từ kiến nghị người dân hoặc ý kiến chủ quan của mình đối với các công trình động lực để mình tổ chức đầu tư. Nhưng đây là nguyện vọng của dân. Dân cần, dân kiến nghị đề xuất, dân sẵn sàng làm thì chúng ta hỗ trợ. Và như vậy nó sẽ tạo một cái không khí thi đua sâu rộng cho nhân dân. Đấy. Giữa các thôn khu, giữa các cái xã phường với nhau. Thì chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới, cái phong trào này cộng với cái nền tảng của chương trình nông thôn mới đã triển khai thực hiện trước đây thì nó sẽ tiếp tục là cái động lực mới cho Đông Triều xây dựng cái đô thị văn minh trong cái điều kiện hoàn cảnh về ngân sách tự chủ của Đông Triều. Trên cơ sở phương châm lấy sức dân để lo cho dân, với phong trào hiến đất làm đường, dịch tường rào làm vỉa hè và các công trình công cộng được lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân trên địa bàn, sẽ góp phần quan trọng để thị xã Đông Triều hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kiến tạo không gian đô thị, chuẩn bị cho quá trình xây dựng thành phố Đông Triều trong tương lai.